Nó đang nói chuyện mình kinh quá. Chuyện mình. Tôi đang uống sữa hả? Làm cốc sữa trước khi đi ngủ tráng miệng, sáng lại làm cốc sữa nóng. Ngày thì uống sữa tươi. Đây, mày là cái bài bác của tôi đây, quan không hấp thụ được hay là như thế nào đấy? Nó quay đi ăn thế này. Cách thức toàn như thế nào đấy? Phải là nó cứ vì ăn nhiều chất đây làm sao mà nó đi được đi đâu. Nó cũng luôn ăn đấy. Tại sao con tôi ăn gì mà vẫn quay ăn đấy? Không chất. Ăn rau hay là ăn gì thì làm sao mới được đâu. Không sữa mà cái gì. Thằng này thì mà thì chưa bị bỏ. À, chào cha. Đây, đây là cửa. Dặm đó. Dặm bên hai ông già rồi đi vun lại đây. Đây đây. Đây. Tiếp. Nó giàn bằng mình đi. Ấy. Thế nào chị? Ôi. Đợt đến qua nó chắc là trăm đi. Đợt bà thang. Ăn. Dạ nó ăn có nhiều sữa. Chiếc này này ăn quả luôn thì trong mình. Thằng này nó ít sữa này. Bà bầu chứ không? Bà uống có mỗi có hơn hồn. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. À! À! Nhà mày đây. Nhà mày mẹ ơi mà. Ôi ơi. À đây ướt hết bà rồi còn ướt gì đâu. Đây đây ướt hết đây ướt hết. Con này là béo lắm, hay thế đéo lắm. Đèn đèn đèn, đèn đèn đèn, ướt chỗ này rồi, ướt chỗ này rồi. Đèn đèn đèn, đèn đèn đèn, đèn đèn đèn, đèn đèn đèn. Mày bị đèn gì vậy? Ờ, các bạn. Còn ngắn này đấy, còn ngắn. Đèn đèn đèn, đèn đèn đèn, đèn đèn đèn, đèn đèn. Cốc sữa uống nè. Anh vừa trước mình vừa kèm. Kèm. Mà mình kèm luôn. Ngồi cho nó gì phí thì nó bảo bắt cứ bảo là chứ hàng xóm nó bắt trộm gì đó mà chứ sao tích còn mà cho đâu gọi đến tối trả thế đâu bố thế nào mai không về mai ra thằng Hiên móng cho nó một cục bã này thế thôi rồi ra vạch rào cũng đếch biết là vẽ chỗ nào rào vẫn đi nguyên rào cánh xẻ thế này nó xẻ cái cánh xẻ ra thế này rất biết không trông rõ luôn nhà này mới nhìn trông giống là ngăn nhập gì
quay đây nè Hưng ơi, quay đây nè Hưng ơi, quay đây nè, ngấn mà nhìn mẹ nè, cầm cái bánh rơi nè, giơ tay thế này nè, giơ tay này. Thôi dừng nè.